Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Xeo, sinh năm 1998, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, về tội tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra vào cuối tháng 3 năm 2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng Nhanh tại thành phố Phú Quốc có ký hợp đồng dịch vụ với Lâm Văn Xeo với công việc là nhận hàng, vận chuyển hàng từ các kho khác về phân chia cho nhân viên giao hàng để đi giao cho khách, đồng thời cập nhật chuyến đi giao hàng, lấy hàng, trả hàng, thu tiền từ nhân viên giao nhận, sau đó nộp về cho công ty và cập nhật lên hệ thống phần mềm của công ty. Đến ngày 4 tháng 2 năm 2023, Lâm Văn Xeo sau khi thu tiền hàng từ các nhân viên giao hàng của công ty với số tiền trên 609 triệu đồng bằng hình thức chuyển vào tài khoản của Xeo và tiền mặt. Sau đó, Xeo lấy hết số tiền này mang đi nộp vào tài khoản cá nhân, rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt luôn số tiền trên tiêu xài cá nhân. Do nhiều lần công ty yêu cầu Xeo trả lại tiền, nhưng bị can không thực hiện nên làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an.